Hello, xin chào các bạn. Hôm nay tôi đi mua hàng Tết tí. Mua ít muối, ít lạc, ít bánh kẹo về ăn Tết. Gặp cô chủ nhỏ. Ok. Hả? Đây. Bà này cũng bà khách VIP ấy. Bà này có khả năng bà ấy thường xuyên mua ở đây sao bà ấy? Cái đấy là cái gì bà ơi? Bán tôi cái bánh đa. Bánh đa. Bánh đa hả? Chị ăn gì tôi ăn rồi. Bánh đa. Ở đây có ba dạng. Đâu vậy? Bánh đa. Ok. Bánh đa đâu? Đây là cơm cháy. Cái bà này bán hàng này, bánh đa được cơm cháy. Rồi. Ở đây có bánh đa. Ở đây có ban giám khảo đây. Nhầm, bánh khảo. Có cả ban giám khảo xong lại chuyển thành xin lỗi các bạn nha, đây là ban giám khảo. Xong rồi cô chủ bảo là bánh khảo. Mua gì? Tôi mua ban giám khảo. Đây. Ban giám khảo đâu? Đây. Tôi mua ban giám khảo mà. Đây. 1, 2, 3 người là ban giám khảo đúng không? Đây. Cô này có khả năng nhiệt tình. Đây là bánh khảo. Có cái ông bà kia bà không biết, bà bảo ban giám khảo nhưng mà là bánh khảo. Bao tiền? 100. 100 á? Ở đây có bánh Sô-cô-vi-ẻn. Xong rồi tí nữa thành Sô-cô-bay. Sô-cô-bay nữa. Hôm nay tôi đi chợ Việt thành vào cái chợ Tây. Bác mua gì? Ban giám khảo thành ban giám khảo xong rồi thành bánh khảo. Bác mua gì? Đây là bánh đại thành. Bánh gì? À đâu, đây không phải bánh, đây là hương trầm đặc biệt. Rồi cho tôi 10 hộp hương trầm về thắp hương Tết cho thơm nào. Đi mua chợ Tết phải mua nhiều. Hả? Xem có gì. Ở đây có A4 kìa. Mua cái gì mới được ấy. Ở đây mua cái gì cũng mua. Đây, ông chủ ra đây. Ông chủ lại còn giả lại tiền khách này. Thôi tiền lẻ nhiều thế. Ôi bà chủ, mấy cô chủ nhỏ này bán hàng nhiều tiền thế nhỉ? Bánh này nóng thế. Hả? Bánh này nóng thế à? Đưa bác đổi cho cái quạt. Rồi. Bộ đấy. Đây là 100.000. Bao nhiêu? Sao ngày Tết mà bán ở 3 đứa thu tiền. Cái này một cốc là 100.000. Bao tiền? Cái này là gọi là giúp bởi cho mẹ ăn nhá. Cái này là 7.000. Bao nhiêu? 7.000. 7.000 một hộp này. Hộp này có tác dụng gì con? Để làm gì? Mua về để làm gì? À thế à? Ok. Mua gì anh? Ok. 30 ơi. Băng gì hay mặt cả ba? 30 ơi. Giá bán hàng. Rồi.
Đây. Đây anh này đang mua, vừa đấy mua rồi đấy, còn mua thêm này. Mua một cái bút xóa nữa. Mấy cuộn đấy nhỉ? Hai cuộn nữa. Đây mới đích thực là bà chủ rồi. Đấy. Thế là 20.000. 20.000 là ok, 20 thôi. Đây. Đấy, hôm nay bà bán đất hàng thế. Mày bà bán đất hàng thế, bà đang dùng tay tí. Ở đây còn các cái mặt hàng gì? Cái đấy là cái gì con? Cái gì? Chợ ngày Tết mà tất cả các cháu ra bán hàng này. Có mấy bán hàng đắt hàng không cháu? Có mua kẹo không? Ờ có. À, choco pie, choco pie và sà cốp pie. Và chúc bài đủ các món đi. Ngày hôm nay toàn gọi là các đồng chí nhí bán hàng phục vụ ngày Tết. Cho cô bay. Cho 10 hộp đóng vào túi. Tính tiền. Bao tiền hộp? Hộp này là... Bao tiền? Hộp này là 8.000. Bao nhiêu? 8.000. Thế mà cho 9 hộp bao tiền? 9 hộp này bao tiền? Đây, có anh mua BB mày. Đấy, đấy. Anh mua BB mày, bao tiền? Bích tính không? Không. Mẹ Minh à? Con này nó mẹ Minh hay mẹ nào? Không biết rồi. Đây, ra tính tiền. Bà tính tiền rồi, đi vào trong thì đâu được. Đang hỏi ý kiến. Anh mua quen bao tiền cứ để vậy. Không mua là ở đây đâu. À thế à, anh cũng không phải ở đây à? Cháu ở trên này nhưng mà cháu đi Hà Nội suốt. À thế à. Bao mười bao tiền? 10.000 đây, cả 10.000. Biết trả lại mấy nghìn đâu. Đấy, mỗi gói 5.000, hai gói 10.000 đúng không? Đấy. Con này sau này làm ô xin nhưng mà 10 được cái này. Con làm được không? Tao mua gì? Tao mua cái gì nhỉ? Thôi, xin chào tạm biệt các bạn. Video sau mình sẽ quay dài hơn một chút. Video mình giờ cũng quá dài rồi. Xin chào nhá. Ok, chào tạm biệt các bạn.